Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Lê Phúc có làm món bánh lá dừa muốn chia sẻ cùng với mọi người. Cách làm món bánh lá dừa này thì rất là đơn giản các bạn. Nguyên liệu chỉ có nếp, đậu đen và nước cốt dừa thôi. Bánh khi làm xong thì rất là dẻo, thơm, béo nữa. Không có nhân nhưng mà lại ăn rất là ngon nha. Các bạn đã ăn cái món bánh lá dừa này rồi thì cũng biết nó ngon như thế nào và cũng là tuổi thơ của rất là nhiều người. Nếu các bạn yêu thích cái món bánh lá dừa này thì hãy cùng vào bếp làm với mình nha. Và để gói cái món bánh lá dừa thì ở đây mình có sử dụng là 150g đậu đen, 500g nếp. Hai nguyên liệu này thì mình cũng đã để ngâm qua đêm rồi các bạn. Như vậy thì mình gói và nấu nó sẽ mau hơn. Nước cốt dừa thì mình chuẩn bị là 500ml, 80g đường cát. Và cái nguyên liệu chính không thể thiếu đó chính là lá dừa các bạn. Lá dừa ở đây thì mình lấy cái lá nó hơi xanh một chút xíu. Còn các bạn có cái lá non hơn thì mình gói nó sẽ đẹp nha. Thì bây giờ xin mời mọi người hãy cùng vào bếp làm với mình cái món bánh lá dừa này nhé. Để làm thì bây giờ mình cho hết phần đậu đen vào trong nồi này các bạn. Mình sẽ đem cái phần đậu đen này đi, mình nấu chín nhừ nha. Khi nấu thì các bạn cần cho nhiều nước một chút xíu vì cái thời gian nấu cũng hơi lâu. Khi cho nước vào xong rồi thì các bạn cho vào đây là một muỗng cà phê muối thì muối sẽ có tác dụng giúp đậu của mình nhanh chín hơn. Đậu đen thì mình cũng đã nấu chín rồi nè các bạn, thì bây giờ mình đi rửa qua với lại nước lạnh nha. Đậu đen thì mình cũng đã rửa với lại nước lạnh rồi các bạn. Thì bây giờ mình cho hết 500g nếp vào trong cái thau lớn. Rồi các bạn cho cái phần đậu đen vào. Các bạn không thích đậu đen thì mình có thể thay thế bằng đậu trắng cũng được. Khi đã cho vào xong thì mình trộn đều lên. Thì để gói cái phần bánh lá dừa này thì các bạn có thể gói bằng nếp sống. Mình trộn trực tiếp dừa vào trong này luôn, không cần phải xào. Còn cách làm của mình thì mình sẽ xào lên nha các bạn. Mình xào lên đó thì mình gói nó sẽ dễ và đơn giản hơn. Nếp và đậu thì mình cũng đã trộn cho đều như vậy rồi. Mình chuẩn bị một cái chảo để mà mình đi xào nếp luôn nha các bạn. Để xào nếp thì bây giờ các bạn cho hết 500ml nước cốt dừa vào trong một cái chảo. Thì mình sẽ chừa cái phần cặn lại. Còn nếu các bạn không có nước cốt dừa trái thì mình có thể sử dụng nước cốt dừa lon cũng được nha. Cho nước cốt dừa vào rồi thì các bạn cũng cho vào đây là 80g đường cát, một muỗng cà phê muối. Rồi mình bật bếp lên. Nấu cho cái phần nước cốt dừa này nó sôi, nó bồng con thì mình sẽ cho nếp vào. Cốt thì mình cũng đã nấu nó sôi rồi các bạn. Bây giờ mình đổ hết nếp và đậu vào. Bây giờ mình đảo đều để cho cái phần nước cốt này nó sắc xuống nha các bạn. Nước cốt dừa thì mình cũng đã xào cho nó sắc lại nè các bạn. Và cái phần nếp của mình nó cũng đã kéo nhựa rồi. Như vậy là các bạn đã có thể tắt bếp được rồi nha. Không nên xào cho cái phần này nó khô hoặc là chín quá. Bây giờ mình tắt bếp. Xào xong rồi thì mình lại cho ra ngoài thau. Mình tơi tơi ra cho cái phần nếp và đậu này nó nguội một chút xíu thì mình sẽ bắt đầu gói nha. Rất là thơm luôn đó. Thì lúc này các bạn có thể nêm xem là cái phần nếp và đậu của mình nó đã vừa ăn hay chưa. Mình thấy theo công thức này thì cái phần da của mình nó đã khá là vừa ăn rồi đó các bạn. Nếu mà các bạn muốn đậm đà hơn thì mình có thể cho thêm một ít đường nha. Nếp thì mình cũng đã để cho nó nguội hơn một chút xíu rồi. Thì bắt đầu mình chuẩn bị gói bánh nha các bạn. Để gói bánh thì các bạn lấy cho mình một cái cọng lá dừa nè. Lá dừa này trước khi làm thì các bạn cần phơi nắng để cho nó héo, nó dẻo một chút xíu thì mình làm nó sẽ dễ hơn. Rồi bây giờ thì mình bẻ lại. Mình bẻ hai đầu luôn nha. Cho cái đầu này nó nằm gọn xuống. Để khi nấu thì nó sẽ không có bị bung ra ngoài. Khi đã gói thành như vậy rồi thì mình múc nếp mình cho vào từ từ. Gói này thì nó sẽ đơn giản hơn là gói cái kiểu bánh lá dừa vuông vuông đó các bạn. Và mình gói nếp xào nó cũng dễ hơn nữa. Khi đã cho nếp vào xong thì bây giờ mình bẻ lên một cái lần nữa. Các bạn dùng tay nè, mình bóp chặt vào. Rồi cái đầu mối chỗ này mình cũng bóp chặt vào luôn nha. Xong rồi thì mình sẽ cố định lại. Mình lấy một cái sợi dây.
quấn lại cho cái đầu này nó vuông vức là được. Lá dừa nó hơi trơn nên là mình buộc nó cũng hơi khó. Khi đã cố định xong rồi thì mình buộc lại nha. Mình quấn lại cũng như là mình quấn bánh tét vậy đó. Rất là đơn giản. Lá dừa này mình sử dụng nó hơi xanh rồi các bạn. Mình có lá dừa mà non hơn đó thì mình gói nó cái màu nó sẽ đẹp hơn. Còn các bạn không có lá dừa thì mình cũng có thể sử dụng lá chuối cũng được. Rồi bây giờ thì mình đi tới cái mối cuối cùng nha. Cái mối này thì mình sẽ cố định như vậy nè các bạn. Mình xoay giáp một cái vòng rồi thì mình nhét cái cọng dây vào. Rồi. Xong rồi mình gịch. Mình gịch cho nó thiệt là chắc. Mình cứ làm như vậy tầm khoảng 2 vòng là được. Cái đầu tiên á, thì mình gói nó sẽ hơi lung túng, nhưng mà từ cái thứ hai, thứ ba trở đi rồi á, khi mà mình quen tay thì mình làm nó sẽ dễ các bạn. Rồi, như vậy là được. Xuống dưới này luôn cho chắc. Khi đã cố định dây xong rồi thì mình sẽ cắt bỏ cái phần dây thừa này nha. Như vậy là mình đã có được một cái bánh lá dừa này các bạn. Rất là đơn giản luôn. Thì mình để qua bên rổ. Mình làm tới cái tiếp theo. Cái phần cọng này mình không nên để nó nhọn quá. Để nhọn quá thì mình sẽ rất là khó làm á. Mình đi lên tầm khoảng 2 tua là được. Rồi bắt đầu mình cho nếp vào. Cái này mình thấy gói bằng nếp xào á, nó sẽ dễ hơn. Còn gói bằng nếp sống thì nó sẽ lọng cọng hơn một chút xíu, tại vì nó rời đó các bạn. Rồi. Cắt bỏ phần dây thừa. Như vậy là mình đã xong được hai cái bánh lá dừa này các bạn. Nhìn vô cùng dễ thương luôn. Thì mình sẽ làm tương tự như vậy cho tới khi nào mà hết chỗ nếp và đậu này thì thôi. Bánh lá dừa thì nãy giờ mình cũng đã gói xong rồi nè các bạn. Thì mình gói ra đây là được 12 cái nha. Thì với 500g nếp thì các bạn có thể gói được rất là nhiều. Bây giờ thì mình cho vào nồi để chuẩn bị nấu nha các bạn. Mình gói thì cũng không có được đẹp, các bạn xem video cũng góp ý giúp mình nha. Mình cho bánh vào trong nồi để nấu nha các bạn. Thì nấu cái phần bánh lá dừa này mình phải nấu bằng bếp củi. Bánh sau khi đã cho vào trong nồi xong thì các bạn đổ nước vào. Mình đổ nhiều nước một chút xíu. Ngập mặt bánh như vậy là được nha. Thì với số bánh này mình sẽ nấu trong vòng là 1 giờ đồng hồ nha các bạn. Còn các bạn làm nhiều hơn thì mình nấu lâu hơn một chút xíu. Bánh nãy giờ thì mình nấu cũng đã chín rồi nè các bạn. Và các bạn chuẩn bị luôn cho mình một cái thau nước nha. Để mà mình gấp mình bỏ trực tiếp ra ngoài thau nước luôn. Bánh lá dừa thì mình cũng đã nấu xong rồi các bạn. Và phần bánh của mình lấy ra cũng đã để nguội được một chút xíu rồi. Thì mình mở ra xem bên trong bánh như thế nào nha. Bánh này khi luộc xong thì các bạn để cho thiệt là nguội á, thì mình ăn nó mới ngon. Đây là cái phần bánh bên trong của mình nè các bạn. Mình có cho đậu vào nên là cái phần bánh của mình á, ăn nó sẽ ngon và nó đỡ ngán hơn rất là nhiều. Xin mời các bạn ăn với mình cái món bánh lá dừa này nha. Bánh lá dừa khi mà mình ăn vào đó các bạn, rất là dẻo luôn, thơm thơm và lại bùi bùi của đậu đen nữa. Và cái gia vị mình nêm vào trong bánh này các bạn, nó rất là vừa ăn luôn nha. Các bạn yêu thích cái món bánh lá dừa này thì hãy cùng vào bếp làm với mình nha. Cách làm thì không quá khó. Bây giờ thì mình cũng kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, và chúc các bạn thành công với cái món bánh lá dừa của mình.